Còn tiếp tục vào đây nó có lệnh là lệnh array. Array đây. Array thì các bạn sẽ biết là array nó đang kết hợp với rất nhiều kiểu array này. Các bạn sẽ thấy array là, thứ nhất là loyer, là array theo đường thẳng. Đúng không? Và cái thứ hai là nó sẽ tự động group tất cả những cái đối tượng array lại với nhau. Mọi người hiểu không? Nó gọi là group. Thì ở đây nó sẽ có số thứ tự là 2nd, có nghĩa là đây có nghĩa là gì? Là theo thứ tự, đúng không? Ví dụ khoảng cách từ đây đến đây là 900. Đúng không? Thì các bạn sẽ nhập ở đây là 10. Thì bao nhiêu cái thì nó sẽ group nó chạy từ đây đến đây đúng không? Thì đây mỗi cái này nó đều đóng group. Như này là group này, có cái netbox này này. Các bạn click group vào, chọn vào đối tượng này thì nó có group đây này. Các bạn để co kéo này. Như này thì tất cả các điểm này nó cũng chạy theo này. Mọi người hiểu ý tôi nhỉ? Chọn từ đây các bạn di chuyển cái này thì tất cả cái này nó chạy theo. Cái khoảng cách mà array. Còn loại array thứ hai là array gì? Array trong khoảng, chọn đây. Array. Các bạn chọn array trong khoảng là chọn từ đây đến đây. Nhưng mà các bạn phải tích vào đâu? Chọn này. Array các bạn phải tích vào gì? Last. Được chưa? Constraint thì nó sẽ là thẳng. Đây. Nếu bạn array thẳng như này. Thì bây giờ nó là trong khoảng này đúng không? Trong khoảng này thì các bạn muốn nó là bao nhiêu? Ví dụ như là muốn nó là 10 chẳng hạn. Thì nó bằng như kia. Đúng không? Các bạn tăng lên là 11 chẳng hạn. Thì nó sẽ tự động chia đều trong khoảng này. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Đó, nó tự động chia đều trong khoảng này. Thì đấy là array. Đấy là array theo đường thẳng. Còn array theo đường cong thì như thế nào? Chọn đây. Chọn đây đúng không? Thì array đây. Thì đây nó có đường cong đây. Radian đây. Thì nó cũng có sẽ group này. Nó sẽ có last này. Có thứ tự này. Đúng không? Thì ví dụ như ở đây nó có sẽ có là place này. Là vị trí này. Nó kết hợp cả lệnh rotate. Và lệnh gì? Lệnh array. Mình hiểu ý tôi nhỉ? Chọn đây. Ví dụ tôi muốn ở đây là mỗi cái này là 30 độ chẳng hạn. Như này. Đây là 3, tôi cho 12 cái. Thì là một vòng tròn này. Bạn thấy không? Chọn này này. Set này. Nó có vị trí tâm ấy. Ừ. Thì ở trong Revit nó bố trí cái cửa cho cái cung tròn này nó cũng rất là ok thôi. Không có vấn đề gì cả. Những cái này mà làm với két thì sẽ rất là sao? Rất là mệt đấy. Đúng không? Đấy. Thì đối với Revit thì làm các cái phần này nó khá là ok. Còn chúng ta muốn vẽ ví dụ như là muốn sàn floor đây, chọn đây pick one, các bạn chọn đây, bạn ấn tab này. Đấy. Tích vào đây các bạn, đây nó đang là lớp co, các bạn thể là lớp co bên trong, lớp co bên ngoài, bạn thấy không? Này Eastern này, lật lật vào bên trong đấy, cái sàn này đang vẽ ở lớp co mà, đúng không? Đó, các bạn có thể align nhé, align đường cong vẫn được. Chọn đây, align này ra ngoài. Các bạn hiểu ý tôi nhỉ? Có nghĩa là nó làm dưới dạng mặt phẳng. Mọi người đừng nghĩ nó là gì. Đừng nghĩ nó. Ừ. Nó là dạng mặt phẳng. Đấy. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái sàn này. Thấy không? Can chân xe các bạn để paste align lên trên gì mái tầng hai, ok. Ừ. Thì các cái mái này ấy, thì trong modify này các bạn sẽ thấy này, modify là nó có thể chọn được các cái điểm của mái, hoặc là chúng ta có thể là edit profile, chúng ta có thể restart này, edit này, các bạn có thể pick one này, pick one này, pick vào đây này, pick vào đây này. Thì ở trong đây các bạn sẽ thấy nó cũng sẽ có cái đường này. Đấy, thì chúng ta align ra ở mép ngoài này. Nha. Nếu chúng ta không align, không pick luôn là pick line chúng ta pick vào cái đường line này thì nó chính xác hơn. Attack đi. Ăn mái này. Thì những cái mái này nó có thể modify, các bạn có thể chỉnh được cái mái này theo ý các bạn mong muốn này. Đúng không? Đây này. Đấy. Được nha. Mái tường như thế nào, được nha. Đấy, những cái công trình như này chúng ta cũng thể đặt mặt cắt hoặc là trục các thứ qua đây thì thoải mái. Được nha, nhưng mà trục thì nó chỉ nhìn được những trục nào vuông góc thôi nhá. Đấy. À, thấy không? Đấy, để vẽ một cái mặt cắt này nó hơi khoai. Được chưa?
với những công trình mà nó design một chút là sẽ đấy. Cái này chúng ta cũng dùng modify thì tất cả những công cụ này tôi đã dạy các bạn chưa? Dạy hết rồi. Chỉ có nghĩa là các bạn có làm hay không làm ấy thôi. Đúng nhá. Đấy. Và các bạn có thể chọn đây, đây những cái máy như này chẳng hạn. Máy như này thì công trình nó cũng dùng nhiều rồi đúng không? Đúng không? Không phải là ít. Đấy. Có cái cạnh này nữa, nó nhấc lên. Để nó lệch trục như này chẳng hạn. Thì reset thì nó về ban đầu thôi. Còn những cái này mà chúng ta mà vẽ bằng CAD thì chúng ta cũng sẽ khá là mệt nhọc ấy. Nhá. Đó. Mình hiểu cái này chứ nhỉ? Thì đây là những cái lệnh mà array theo đường tròn này, group này, nó modify thì tất cả nó đều nằm ở trong cái phần là gì? Nằm hết ở trong phần modify này của chúng ta thôi. Nhá. Còn tiếp tục đây nó có một lệnh nữa là cái lệnh scale. Lệnh scale. Này. Lệnh scale ví dụ như tôi chọn đây. Thì đây nó có lệnh resize. Scale resize RE chọn đây. Nếu mà chọn là graphic thì các bạn sẽ chọn đây từ điểm này đến điểm này. Đấy nhá. Scale ra ví dụ như là 6 mét. Thì cái này tự động nó sẽ scale ra một cạnh. Nhá. Còn nếu mà chúng ta chọn vào đây scale và chúng ta chọn là number đúng không? Chúng ta sẽ scale theo kiểu gì? Số thì 0,5 chẳng hạn. Này. Sau này sẽ thu lại. Mọi người hiểu cái lệnh scale rồi chưa nhỉ? Rồi. Còn tiếp tục ở đây, các bạn có một tiếp tục là group là chọn đây này. Mình có thể group này. Thì các bạn chọn group ở đây. Ví dụ tôi chọn đây là G1. Ok. G1 là tôi đã group này G1 đúng không? Các bạn thể copy group này ra. Thì cái này ấy, nó chọn là G2. Tôi edit thôi. Tôi có thể duplicate lên G2. Không biết CAD nó có block nhảy không? Thì như hai cái file này là hai file khác nhau này. Bây giờ là tôi có thể là vẽ một cái đường vào đây. Thì ví dụ cái này đang nằm ngoài block. Thì block ở đây tôi muốn chọn đây thì các bạn chỉ cần là gì? Add thêm vào đây. Add này vào. Finish. Thì cái này nó không không thay đổi này. Còn nếu các bạn copy nó phải là G1. Này. Này. Đấy nhá. Còn G2 tôi muốn nằm ngang này. Chọn đây. Còn các bạn có thể vẽ trước. Buôn đây. G2 đây. Các bạn để bố trí cửa ở đây. Cái G2 này các bạn click đúp đây. Các bạn add. Add hoặc remove là ngược lại nhé. Add thêm à. Add thêm này. Finish. Thì các bạn thấy đây đúng không? Đây là G1 này. File G1. Các bạn có thể mắc chốt được nhé. MA ấy. Group ấy. Sau này ví dụ như căn A, căn B, căn C, căn hộ ấy. Vẽ group ở trên chung cư ấy. Hoặc là các bạn chia cái mặt bằng tiền hình ấy. Đúng nha. Thì cái dùng cái này rất nhiều ấy. Đúng nha. Vẽ rất nhanh. Mắc chốt. 1, 2, 3, 4, 5. Được không? Đấy thì cái group này nó sẽ là như vậy. Đấy, còn ăn group bỏ ra, chúng ta cũng có link group. Link group là gì? Chúng ta có thể xếp file riêng cái file group này ra. Vì ở dưới này nó có phần là Revit, nó có phần là model. Và đây nó có G1, G2, các bạn để chuột phải ở đây. Các bạn có thể xếp add ra một cái group này để gửi cho một bên. Ví dụ như căn hộ A này, nó cần triển khai nội thất. Tôi sẽ xếp cái này ra, gửi cho nó đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, triển khai nội thất. Đấy nhá, cho đơn vị làm nội thất.